Anh có tin vào chuyện du hành vượt thời gian không? Tôi tin đó. Người ta có thể vượt thời gian qua ba cách: con người, đồ vật và nơi chốn. Sẵn trên đường về, xe qua lo đám kim điện tử giùm tao một cái. Thằng khốn nạn, mày biết mày đâu mà rơi. Nè nè, cậu đang làm gì vậy? Đừng ơi, đừng. Cậu không được làm vậy. Chuyện gì vậy má? Nó định đốt đồ hát của mình đó con. Ở đâu tự nhiên vô đây giở trò vu côn vậy? Thiếu nợ không trả còn la làng nữa. Còn thiếu nhiêu á, tối mai đạo diễn xong tôi trả hết. Tôi nói là tôi làm. Còn vậy cũng khi thế quá ha. Tại mấy người nó kiếm chuyện trước chứ bộ. Mày nói lộn thì có gì hay ho chứ. Phải vậy để cho tụi nó bớt coi thường chấp hát. Yêu đi con, có yêu có mất mát, rồi mày không diễn cũng là. Bữa đó mà tôi không tới kịp, anh có tính đục đống đồ hát đó thiệt không nhỉ? Sao bữa nay tao thấy mày nôn nao quá vậy con? Mm-hmm.